Hai chào bạn. Ủa dạ. Bạn này là dòng là dòng gì hả bạn? À, dòng này là California King Snake. À, này là chăn hay gắn? À, nó là gắn. Gắn hả? Dạ. À, cái này là mình nuôi nó dễ không? Dạ thì con này thì điều kiện sống nó khá là đơn giản, giống như là mình nuôi cái thùng, xong mình lót giấy, xong mình để chén nước cho nó là xong. À, cái thức ăn của nó là chủ yếu là cái gì vậy? Dạ nó thường cho ăn là chuột. À, chuột nó đủ dưỡng chất hơn mấy cái loại đồ ăn khác, với lại nó sạch hơn. À, cái dòng này thì cái giá thành nó khoảng bao nhiêu ta? Giá thành nó dao động khoảng nếu mà con này mớp này thì baby khoảng 2,5 triệu, còn nếu mà to rồi thì khoảng 3,5 triệu cho tới 4 triệu, tùy vào được cái. Cái dòng này thường thì nếu mà cái người mà mới chơi là mình nên chơi dòng baby hay là dòng lớn? Thì dòng này thì nếu mà mới chơi muốn chơi dòng này luôn á thì mình nên chơi từ size chung trở lên, tại vì baby nó cũng khá là yếu á, cho nên là mới chơi thì nó sẽ gặp những cái vấn đề mình không có giải quyết được á. Còn ví dụ mà mấy cái mod mà đơn giản thì giá thành nó khoảng bao nhiêu, là nó có dễ cho học sinh là sinh viên tiếp cận không? À, giờ dòng này thì cái tiếp cận thì nó hơi khó, là cái dòng mà bình thường nhất của nó là 2,5 triệu, từ 2 triệu tới 3 triệu con, cho nên là mình muốn chơi kiểu rắn á, rắn ngoại nhập như vậy á thì mình nên chơi những cái dòng như là ngô thì giá sẽ mềm hơn. Là baby thường là nó baby thường nó sẽ rẻ hơn đúng không? Dạ đúng rồi. Với lại cái loại này thì nó cũng khá là đắt với mấy bạn học sinh đó, cho nên là mình chơi những cái loại ngô thì cũng vài trăm là mình có luôn. Ngô là nó nhỏ hơn đúng không? Ngô nó cũng size cũng bự cái này, nhưng mà về cái mặt thì nó hơi nhọn hơn xíu. Nhưng mà màu sắc thì cũng đẹp lắm, nhưng mà giá thành thì nó rẻ hơn. Mà ví dụ mà cái dòng ngô là cái dòng rắn này thì nó khác nhau về cái gì? À, khác nhau về là khuôn mặt nè, hình thể với là màu sắc. Với lại ngô thì nó sẽ khá là hiền, nó chỉ ăn chuột thôi. Còn cái loại này thì nó ăn được nhiều thứ như là rắn. Thích ăn rắn, nó ăn đồng loại nó luôn. Dạ đúng rồi, nó ăn đồng loại nó luôn. À, bạn tên gì? Tên Huy. Huy hả? Lê Huy nhiêu tuổi? Dạ em 207. Ok. Xin cảm ơn bạn Huy rất là nhiều đã chia sẻ kinh nghiệm kiến thức về dòng California King Snake này cho Tấn và mọi người cùng biết.